đến điểm này thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra. Một cái đội tuyển mà rất khó bị đánh bại, 4 trận đấu rồi mà chưa để lọt lưới. Tất nhiên người xem thì vẫn chờ đợi cầu thủ Việt Nam chơi gọi là sướng mắt hơn, cống hiến hơn. Nhưng mà có thể ông Park Seo cũng hiểu rằng là lực lượng của mình thì cũng chưa đến cái mức mà có thể vừa đá đẹp vừa có thể có chiến thắng. Chúng ta dù sao thì có một số cầu thủ đang còn trong độ tuổi phát triển và họ chưa đạt đến cái độ chín của mình. Thành ra làm sao giữ một cách đá nó an toàn và chắc chắn, đấy là điều quan trọng. Chúng ta có lợi thế khi đá lượt về trên sân nhà. Đấy là một lợi thế không nhỏ. Philippines là đội bóng mà họ có thể lực rất là tốt, cách tổ chức giống như một đội bóng châu Âu. Tôi tin rằng là Việt Nam đá Philippines đá sân khách ấy thì sẵn sàng chơi theo kiểu cửa dưới, cái cách mà chúng ta đã thành công với các đội bóng Tây Á trước đây, hòa được không đều chẳng hạn ở sân khách, sau đó về sân Mỹ Đình thì giải quyết bằng một cái thắng lợi tối thiểu là cái cách chúng ta nên làm. Tôi cảm giác đội tuyển sẽ thêm một lần nữa giữ được tỷ số hòa và tôi có cảm giác là chúng ta sẽ san bằng cái kỷ lục mà 5 trận đấu sạch lưới ở ASEAN. Chúng ta đã 4 trận sạch lưới vòng bảng rồi, và nếu mà hòa không đều ở sân đối phương trong trận đấu tới thì là một cái rất là tốt cho trận lượt về ở sân nhà.